chúng ta sẽ cùng chờ đợi quả đá phạt của cầu thủ Hải Phòng. Khá nguy hiểm, bóng hoàn toàn là đường đi dành cho Hải Phòng với tỷ số sau 3 bàn đều. Đó là một cái tên quen thuộc, Hoài Dương với bàn thắng thứ hai vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội ở trong mùa giải năm nay. Tiếp tục là một tình huống lấy đáp trả tấn công từ vòng vô địch, và Hoài Dương một lần nữa đã làm tung lưới của các nhà đương kim vô địch. Ở trận đấu lượt đi, anh là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số, và ngày hôm nay là bàn thắng cực kỳ quan trọng, bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ sân Lạch Tray. Đó là pha bóng lần đầu tiên trong trận đấu này, hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội mắc sai lầm. Cả hai bàn thắng của Hoài Dương ở trong những lượt trận đối mặt với câu lạc bộ Hà Nội trong mùa giải này đều diễn ra khá tương tự nhau. Tỷ số đội của họ đều đã lâm vào bế tắc. Rất nguy hiểm, nhưng đã có bàn thắng ngay lập tức dành cho Hà Nội để nâng tỷ số lên 2-1 với pha lập công của Oma. Và cũng là một tình huống cố định, bóng chạm vào thành trung trước khi tới với vị trí của Oma. Và tình huống này, thành trung rất có duyên với những pha băng vào như vậy. Một tiếng bóng lộn xộn và Oma nhanh chân đưa bóng vào lưới trống. Một lần nữa thì đội đương kim vô địch vươn lên dẫn trước.